Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Béo. Nhiều bạn cứ bảo là anh Mèo Béo làm video nhiều quá, thử làm cái chủ đề mới đi đấy. Thì hôm nay mình sẽ không làm về video nữa các bạn ạ. Và thỉnh thoảng đá qua chủ đề mới một tí đó. Các bạn nào mà thích xem thêm nhiều chủ đề mới hơn thì có thể là qua kênh HV Mèo Béo để có thể xem về chủ đề Free Fire các bạn nhá. Thì ok, hôm nay thì mình có làm một cái chủ đề, mình có tìm được một cái video này tên là những sự thật về 12 cung hoàng đạo, bí ẩn 12 chòm sao. Ui, nghe có vẻ là thú vị các bạn ạ. Bạn nào không biết thì mình sinh ngày 23 tháng 9 là ngày đầu tiên của Thiên Bình nhá. Đấy, theo như sách chính xác là 23 tháng 9 là ngày đầu tiên Thiên Bình đấy. Còn một số sách, hình như mình nhớ không nhầm, có một số sách lại ghi là ngày cuối cùng của Sử Nữ đó. Nhưng mà theo như thông tin chuẩn nhất, chuẩn quốc tế nhất là 23 tháng 9 là ngày đầu tiên của Thiên Bình các bạn nhá. Thì mình sẽ thuộc cung Thiên Bình các bạn ạ. Các bạn thuộc cung nào thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Thì ok, hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá coi xem sự thật về 12 cung hoàng đạo nó có gì hay ho không các bạn nhá. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo Béo, cũng như là hashtag là thăng Mèo Béo và thăng Bi Team nữa các bạn nhá. Ok, bây giờ thì vào video thôi. Rồi, sự thật về 12 cung hoàng đạo. Ok, khi cười đứa nào cute nhất top 1 Sử Nữ. Nhưng mà mình không phải Sử Nữ, mình Thiên Bình. Ôi, top 5 Thiên Bình à? Anh em thấy cười không? Đấy, tôi đang cười đấy. Đó, ok, đang cười đó anh em ạ. Rồi, thế mình đeo khẩu trang rồi, sao các bạn Thiên Bình cười được? Ok, vô địch cung Sử Nữ. Kiếp thần, mình mà sinh sau một ngày là vô địch rồi. Gì đấy? Trong ngoài bất nhất là sao? Những con người đôn độc nhất nhưng là người tốt bụng nhất. Sử Nữ tự giải Bạch Dương Song Tử. Ồ, những người đơn độc kiểu như là luôn luôn một mình á, nhưng mà lại tốt bụng. Ok, là cũng có Sử Nữ cự giải Bạch Dương Song Tử này. Ok, những người buồn bã nhất nở nụ cười tươi tắn nhất là như nào? Gồm có Song Ngư, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình. Ở đây mình à? Ô, hey, có mình các bạn ạ. Tức là nào ta? Những người buồn bã nhất nhưng mà nở nụ cười thật. À, tức là kiểu bên trong buồn nhưng ngoài vui đấy, kiểu như đấy. Hiện tại là mình đang rất là vui nhưng có thể bên trong mình đang buồn với lại kiểu vậy. Kiểu trong buồn ngoài vui ấy. Ok, chúng có Thiên Bình này. Những người bị tổn thương nhiều nhất là những người khôn ngoan nhất. Tức là nào, chắc là kiểu như là bị tổn thương nhiều cho nên đúc kết được kinh nghiệm các thứ, có thể trở nên khôn ngoan hơn, mình đoán vậy. Có nhân mã market bảo mình thiên nhất. Ok, cái này nó hơi khó hiểu một chút. Next chuyển qua khác thế nào. 12 chòm sao thuộc team nào? Team Tào Lao market cự giải Sử Nữ, team Đào Hoa. Ui, team Đào Hoa đây các bạn ơi. Bảo Bình, Sư Tử, Thiên Hình. Ok, team Cute, Song Ngư, Thế Kim Biêu, team Mua Vui. Tức là team Tấu Hài đấy. Team Mua Vui là team Tấu Hài, có thể dịch nôm na là team Tấu Hài. Nhân mã Bạch Dương Song Tử. Ok, không hiểu cái này bạn ấy kiếm ở trong nguồn nào tôi không rõ bạn ạ. Không biết có chính xác không hay là chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Ok, tôi chả thấy tôi Đào Hoa gì bạn ạ. Thật chả thấy Đào Hoa gì luôn. Next. Ok, sao để hình để Asuna nhỉ, gì ấy? 12 cung hoàng đạo sẽ có người yêu bắt đầu bằng chữ gì đầu tiên? Sai rồi. Cung Thiên Bình là SVT. Và người yêu mình làm gì có chữ bắt đầu bằng chữ SVT đầu tiên đâu. Sai rồi các bạn ạ. Ôi, sai rồi. Thế này là hỏng bạn ơi. Thế này là sai rồi. Ui, nhưng mà người yêu mình cung Sử Nữ có chữ N đúng này. Cái bảng này thì đúng với người mình nhưng mà sao nó không đúng mình nhỉ? Ô, vô lý bạn ạ. Ok, hơi bỏ qua đi. Cái này nói chung là mang tính chất tham khảo là chính thôi bạn ạ. 12 chòm sao sẽ là chuyên gia gì? Bạch Dương chuyên gia lừa đảo, khiếp, nghe như kiểu siêu trộm Kato Kid nhở. Kim Ngưu chuyên gia tiết kiệm, Song Tử chuyên gia lừa tình. Úi dồi, chuyên gia lừa tình luôn, ghê quá nhở. Ok, cự giải chuyên gia cai quản gia đình. Như nào? Sư Tử chuyên gia scandal, Sử Nữ chuyên gia soi xét, Thiên Bình chuyên gia tình yêu. Úi dồi ôi, nghe có vẻ xến xủa mới nhở. Ok, Thần Nông chuyên gia cố vấn chia tay. Có thể biết không? Bây giờ tôi biết là có cả cái chuyên gia cố vấn chia tay không ạ? Là như nào đấy? Chuyên gia du lịch, chuyên gia xử lý những ca khó đỡ, chuyên gia nghiên cứu mổ xẻ mọi vấn đề, chuyên gia tiêu tiền. Ui ôi, khiếp thật, chuyên gia tiêu tiền với cả chuyên gia tiết kiệm này mà đi cùng nhau thì hơi bị khó khăn này. Song Ngư với cả Kim Ngưu này đấy, hai ông này mà đi cùng nhau là hơi mệt nhá. Mà ông tiêu tiền, ông tiết kiệm. Đây ơi, tỷ lệ ngoan của 12 cô hòn đảo. Ôi, Thiên Bình 99,9%. Ui sời ơi, các bạn thấy tôi hơi bị ngoan này, anh thấy không? Anh thấy tôi ngoan không? Nó 99,9% các bạn ạ. Ôi, cự giải 100%, market phong ngư 100%. Ok, ủa Kim Ngưu 0%, hỏi chứ. Ủa, tại sao Kim Ngưu là không ngoan các bạn ơi? Ủa cái này lấy vô dự điện liên kiện đi. Cái này thật ra anh em xem cho vui thôi, chứ làm gì có chuyện là người Kim Ngưu không ngoan, không có vẩn nhá. Các ông đừng có nghe theo này nhá, nghe theo này tôi thấy người yêu mình, ví dụ người yêu mình cung Kim Ngưu, kêu người mình không quan là hơi là toàn đấy đó. Cái này chỉ mang tính chất tham khảo vui vẻ thôi các bạn ạ. Đó, còn của Thiên Bình thì 99,9% chắc là ngoan đâu. 5 cung hoàng đạo trung thủy nhất trong cái tình yêu. Ui Thiên Bình, ôi xử nữ này, ế người yêu mình xử nữ này, ui vừa có xử nữ vừa có Thiên Bình, nó lại hợp lý các bạn ạ. Next tiếp. Bữa sợi xem này có vẻ hay đấy. Ở gì ấy? Khi nói lời chia tay trước, sao nào là nhẫn tâm nhất? Sư tử quán quân, thiên hết á quân. Ôi, á quân, ôi sư ơi. Xử nữ cả Thiên Bình hạng 4 này căng thẳng, ba hạng 4 này căng nữa nhở. Cũng tôm 3 tôm 4 đấy. À, cái này lấy trên Facebook qua giải bá bí ẩn 12 cung hoàn đạo, ok. 12 tròn sao và những cái nhất. Thiên Bình thông minh nhất. Ôi, anh em hiểu không? Tôi là người thông minh nhất các bạn ạ. Ôi, rồi ok, mình cũng không biết là như nào bạn ơi. Ôi rồi, thông minh nhất các bạn ạ. Mình chả hiểu thông minh thật không nữa. Tốt tròn sao hiền lành nhất. Ấy, có hạng 3 Thiên Bình đấy. Đấy, tôi cũng được huy chương đồng đấy. Top 3 cũng được là huy chương đồng này. Cái này nói chung là tham khảo nó vui thôi. Vẻ đẹp nổi bật của 12 chòm sao Thiên Bình, vẻ đẹp bí ẩn. Tức là thế nào? Vẻ đẹp bí ẩn có nghĩa là nha, các bạn nhìn qua có thể không đẹp, nhưng mà càng nhìn kỹ càng thấy cái vẻ đẹp ẩn bên trong. Ẩn đến mức là không thấy gì luôn các bạn ạ. Đó, kiểu kiểu vậy đấy. Bí ẩn đến mức là không thấy gì luôn các bạn ạ. Ẩn biến mất tích luôn. Đó. Ok, next. Điểm B gì đấy? Dễ nổi tiếng, gây được sự chú ý, thu hút đông đảo công chúng. Nhân mã cự giải Thiên Bình, xử nữ Bảo Bình đứng thứ hai. Ok, nhân mã là số 1 này. Ok, Thiên Bình xử nữ thứ hai này. Ok, còn lại các trò khác là nổi tiếng không, phụ thuộc vào khả năng nói chuyện, duy thắng các thứ. Ok, bạn sẽ có một gia đình yên ấm nếu cưới hòm. Ui, không có trong top 7 này, không có ui, chính xác đến 99,9%. Nghe vô lý, không có Thiên Bình ở đây các bạn ạ. Là điều nào? Lúc đấy tôi tìm ra nào là chuyên gia tình cảm, nào là top lãng mạn, nào là top trung thủy. Xong bây giờ xong rồi nào là top nổi tiếng, xong rồi top đủ các top luôn. Bây giờ ở đây là không có gia đình yên ấm nếu mà cưới Thiên Bình đã không yên ấm với nhà cả. Cho tôi cần một lời giải thích các bạn là như nào. Ok. Next. Hại não thực sự chứ tôi đâu có lén lút theo dõi đâu, tôi đang điều tra nhầm. Không có Thiên Bình, đúng rồi. Tôi làm gì có chuyện lén lút bao giờ, tôi công khai luôn các bạn ạ. Mình là mình không bao giờ có lén lút gì cả. Dễ thương, được nhiều người mến. Úi dồi ôi, có Thiên Bình này. Đấy là nhìn chung nhìn thôi. Nghe con trai mà kêu kiểu bạn dễ thương thế nghe. Úi giời. Ôi, cái hình đằng sau các bạn không nên xem nha. Ôi, sao cái hình đằng sau là hơi bị thích chi 18 cộng nữa, anh em không nên tua lại nha. Xếp hạng những trò sao khi yêu chỉ cần người mình yêu thật lòng, thương yêu, quan tâm. Tôi nghe xíu rủa thế. Sao bây giờ lại top 12 Thiên Bình này? Bắt tôi yêu. Khi yêu chỉ cần người mình yêu thật lòng, thương yêu, quan tâm bên cạnh mình thôi, không hay đòi hỏi quá cáp gì cả. Bắt tôi yêu, mình có đòi hỏi người yêu mình quá cáp gì đâu. Tôi thật với anh em luôn là tôi chưa có đòi người yêu tôi tặng quà bao giờ các bạn ạ. Cái này là tôi nói thật luôn, mà sao là hạng 12 Thiên Bình nhỉ? Nghe bị vô lý bạn ạ. Ôi, tôi mà top 1 là người yêu mình này. Ê, nghe vẻ hợp lý ấy. Top 1 là người yêu mình này. Cũng ok like nhỉ. Ok, next. Không phải kiểu anh đi chơi để mua quà nhá, để mua quà cho em nhá, toàn thế. Top 5 tròn sao thánh lùn. Ôi dồi, may quá không có Thiên Bình. Mình cắm 8 nhá bạn nhá, 80 tròn nhá. Luôn làm sao được. 12 tròm sao thuộc đội nào? Ngây thơ vô số tội. Ủa, Thiên Bình trong ngây thơ vô số tội bạn ạ. Nghe phải vô lý nhở. Cự giải Thiên Bình, Kim Ngưu Bảo Bình. Alo. Cái này là ngây thơ vô tội. À, ở dưới là ngây thơ vô số tội là nhân mã, market, phong ngư, sư tử. không ngây thơ nhưng vẫn có tội. Xử nữ song tử bạch dâng bộ cảm, ok. Black. Ghế top 5 sao nữ mặc dù rất cao quý nhưng vẫn ếm. Hạng 1 market, hạng 2 xử nữ, hạng 3 cự giải, hạng 4 sư tử, hạng 5 bầu cam. Đây, hạng 2 xử nữ này, đây người đó mình xử nữ này có ế đồng. Đó, cái này là cũng tụi tham khảo thôi, sai nhá. Cái này là sai nhá. Next. Gì đây? Vì sao bạn được người ta yêu say đắm? Thiên Bình đẹp. Ôi, trông tôi đẹp không? Anh em thấy tôi đẹp không? Đẹp không? Bạch Dương nồng nàn, Kim Ngưu trong lành, song tử trẻ con, cự giải tình cảm, sư tử hào phóng, xử nữ tận tình, thiên đất bí ẩn. Sao lại bí ẩn? Lúc nãy thì Thiên Bình bí ẩn, bây giờ lại thiên đất bí ẩn. Nhân Mã ngốc, Mã Kết đáng yêu, bảo mình không có lý do. Ôi, bảo mình là xịn này đấy, yêu không cần lý do gọi là đỉnh cao đấy. Cái này mới gọi là xịn này. Xong ngư ngây thơ, ok. Mấy cái này thì xem cũng hại não phết bạn ạ. Next thêm nào, gì đây? Cung hoàng đạo nào tiêu hoang nhất? Ủa, cái này phải cho Thiên Bình lên đầu bạn ạ. Chính ra mình tiêu hoang phân bị kích bạn ạ. Xếp hạng tròn sao nữ được theo đuổi nhất? Bọ cạp. Ok, bọ cạp top 1. 12 tròn sao và những điều cất giống. Nụ cười diễm lệ nhưng chứa nhiều bí mật tận sâu trong lòng. Ma kết cự giải sư tử nhân mã. Đôi mắt xinh đẹp nhưng rơi lệ nhiều. Bảo mình Thiên Bình Kim Ngưu xử nữ. Ui, đôi mắt xinh đẹp nhưng rơi lệ nhiều. Bắt được theo như nào? Trái tim lương thiện nhưng phải gánh chịu nhiều nỗi đau. Bạch Dương song ngư, bọ cạp song tử. Ôi hiểu thực sự. Nghe nó văn chương quá chưởng nhờ. Ok, đinh. Trong 12 chòm sao ai là người hư nhất? Nhân Mã 100 điểm. Ôi từ từ. Thiên Bình 85 điểm. Ủa sao lúc nãy vừa kêu là Thiên Bình 99,9% ngoan, sao bây giờ là kêu 85 điểm hư? Ôi thế tóm lại là hư ngoan cái thông. Cậu thấy không đấy, lúc thì nó mà đằng, lúc thì nó mà nhẻo. Cái này nó còn lươn lẹo hơn cả lươn Cao Bằng bạn ạ. Bây giờ có cả lươn 12 tròn xa bạn ơi. Sao thực sự. Gì đây? Thánh lầy, lầy bất chấp. Ủa top 1 Thiên Bình luôn mà. Các ông thấy tôi lầy không? Tôi có lầy thế nào đâu, tôi bình thường mà. Hiền lành có tiếng nhưng một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Nhân Mã cự giải sư tử mang kép bọ cạp. Tao là cung bọ cạp. Một khi lòng mày đã đồng đụng với lòng tự ái của tao thấy có quái gì. Mình không nhớ cái bài này lắm. Gì ấy? Thiên Bình xong ngư. Không trái liên quan. Cái này kiểu như là lấy từ nhiều trang hay sao bạn ạ? Mỗi trang nó một kiểu ấy. Mình không biết là cái 12 tròn sao này có phải nghiên cứu theo kiểu thuật toán hay là nghiên cứu theo hiện tượng siêu nhân gì không, hay là mấy ông bịa ra các ông cứ dán vào thôi, tôi không rõ. Hay là kiểu như có phải có cái công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng là tối qua Bạch Dương và Ma Kết đã lẻn tải ảnh của bạn về máy không? Không biết được. tôi không rõ lắm, phải có công trình nghiên cứu nào chứ. Cái này chắc là mấy ông admin tự bịa ra hay sao á, chứ tôi chả thấy có nhà khoa học nào gọi là nhà khoa học gì rồi. Cung hoàng đạo học, rồi khoa cung hoàng đạo học nghe căng thẳng nhầm, có toán học, vật lý học, hóa học, sinh học. Cung hoàng đạo học, ôi không biết sau này có bộ môn cung hoàng đạo học hay không, tôi không rõ bạn ạ. Bỏ qua đi, tiếp vào nào. Ôi, tôi lại vừa nhìn thấy cái ảnh gì đấy, nó không được ở trong sáng lắm nhé, các bạn đừng tua lại nhá. Ok, cung và các loại gia vị. Bạch Dương tương ớt, ủa cay nhá. Kim Ngưu chocolate chảy, hơi nóng mà đắng. Song tử muối mặn đấy nhở. Cự giải tinh chất vanilla ngọt ngào. Sư tử gia vị tạo mùi. Gia vị tạo mùi nghe có vẻ trông nó không được tự nhiên lắm nhở. Xử nữ bù tạt, ôi cay lè. Siro cây thích. Siro cây thích là siro gì? Anh em bình tĩnh nhá. Siro cây thích. Siro cây thích. À, siro cây thích là siro phong. Ui giời bửi ôi. Gọi là siro phong thì tôi biết đấy. Siro phong thì biết chứ trước kia mới hóa ra là siro cây thích, bộ cây thiên nhất mật ong. Nhân Mã quế, và cay mà mùi thơm. Xì dầu, mang kết xì dầu. Bỏ bình tương cà, song ngư xuất BBQ. Tôi chả liên quan lắm gọn ạ. Mặc dù trên cuộc đời này mình chưa ăn cái siro cây thích bao giờ. Xếp hạng độ chảnh cún, chảnh cờ hó của 12 trò sam. Hoa hậu chảnh cờ hó, bọ cam. Ôi giời ơi, Thiên Bình top 8. Ôi trời ơi, ok bạn ơi. Nói chung là cái này chủ yếu mang tính chất tham khảo thôi. Bạn nào muốn xem tiếp thì có thể lên tìm những sự thật 12 cô hoàng đạo nhá. Đấy, đây là phần 1 thôi, mình còn chưa hết này. Đấy, anh em nào ủng hộ cái series của Mèo Béo thì đừng quên là cho bây giờ là 2000 like. Nếu như là bây giờ là 2000 like thì mình sẽ làm tiếp tập 2 các bạn nhá. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có cái đóng góp gì muốn Mèo Béo làm nội dung nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.